Chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review của dự án BIT ICO này. Thì cái dự án này, video này hôm nay mình sẽ overview về cái white paper giấy trắng của cái dự án, phát huy giá trị của cái dữ liệu sức khỏe và thể thao xác nhận của các công nghệ blockchain cập nhật vào 13 tháng 3 2018 này. Đây là cái nội dung tổng quan về cái dự án này, các bạn có thể xem qua. Thì cái BIT này là một cái nền tảng blockchain và cái dữ liệu mà bạn cho phép chia sẻ nó, nhà tài trợ thể thao, các tuyển trạch viên tài năng, các bác sĩ, các công ty bảo hiểm và nhiều nữa là mở khóa tiềm năng to lớn ẩn trong cái truy cập thực sự toàn diện và số liệu sức khỏe hoạt động của bạn một nhịp cùng một lúc. Thì cái BIT blockchain này cho phép người sử dụng để lưu trữ sức khỏe, hoạt động thể thao để kiểm tra dữ liệu của mình một cách ẩn danh và mã hóa trong blockchain. Chỉ người dùng có cái quyền truy cập thực sự toàn diện cho cái dữ liệu của mình thì người sử dụng độc lập có thể quyết định nếu anh ấy muốn trở thành một nhà cung cấp dữ liệu bằng cách anh ta chia sẻ cái dữ liệu cụ thể trên thỏa thuận hợp đồng hoặc cái tương và cái tới tư liệu tương lai trong cái tiêu dùng. Thì ở đây cái đòi hỏi ba cái đáng tin cậy TTP về cái phần mềm nhập vụ quản lý cho các nhà cung cấp khác nhau về sức khỏe thể thao, các ứng dụng smartwatch, tracker thể dục, thiết bị kỹ thuật số kích hoạt, phòng tập thể dục, bác sĩ giảng viên theo dõi sức khỏe, hoạt động dữ liệu của người dùng trong cái BIT blockchain này. Thì BIT blockchain này cho phép những điều tuyệt vời xảy ra, tạo điều kiện cho thể thao tên là tài trợ và hàng tỷ đô la tiền trợ đang chờ đợi trong cái truy tiêu này. Nhắm mục tiêu quảng cáo, các công ty bảo hiểm có thể hưởng cho các lối sống lành mạnh, hỗ trợ nghiên cứu y học và phát triển, cung cấp các bác sĩ và vật lý trị liệu với một cái nhìn thực sự toàn diện về các dữ liệu sức khỏe hoạt động. Thì cái BIT này ban đầu bán token và tài trợ sự phát triển ban đầu của BIT blockchain bao gồm các trường hợp sử dụng cơ bản trong cái lĩnh vực thể thao và tăng cường cái phần mềm quản lý cơ sở thể thao trong các quan hệ gồm hệ sinh thái của nó. Thì ở đây có 140 chuyên gia dành riêng cho cái quảng cáo hỗ trợ này và 3.000 phòng tập thể dục ở Đức, 40% là phòng tập ở Đức, còn tất cả các phòng tập ở Đức. Và nó đang phát triển nhanh chóng mở rộng hệ sinh thái thông tin số của chúng tôi để hỗ trợ các BIT blockchain này và xây dựng phiên bản đầu tiên của BIT blockchain này. Thì BIT blockchain này của nó thì trong vòng ít nhất 1 eurocent mỗi BIT token. Thì ở đây nó có thể sử dụng để đổi lấy cái dịch vụ hàng hóa, các dữ liệu của người tiêu dùng tham gia vào cái BIT blockchain với hệ sinh thái BIT này, hoặc trao đổi các BIT giá trên thị trường thứ cấp nếu nó thị trường phát triển. Thì ở đây có cái MySpot GHM sẽ tạo ra các bán token BIT, nó đăng ký vào một chỗ thương mại trên cái tòa án địa phương với cái chỉ số HRB đăng ký 143.916 hay là Lucky System là gì, là cái công ty mẹ của MySpot này, với 0.5% cổ phần của MySpot GmbH và còn có cổ phiếu trong MySlide GmbH. Hay Magic GmbH phát triển với phần cho Magic Line vấn mềm điện toán đám mây để quản lý cơ sở vật chất thể thao, hay Eurofit 24 GmbH hay DBAC DGmbH. Ở đây là đội team phát triển của cái dự án này với những người có kinh nghiệm lâu năm nổi tiếng trong cái lĩnh vực thể thao, 140 chuyên gia và cái nhà phát triển của Docker này. Đây là cái phân bổ các bạn có thể xem, với cái CEO ở đây là 1 và phát triển IT 40%, marketing là 10 người. Với support và CEO là ở đây là có 2 người, sale là 17 người, dịch vụ hỗ trợ là 47 người, tài chính 2 người, bên office 2 người và bên cái kết nối cộng đồng trên internet là 10 người. Đội ngũ tư vấn ở đây thì hệ sinh thái ở đây BIT blockchain và token sẽ được sử dụng cho các dịch vụ tiêu chuẩn blockchain được dạng nhãn với BIT tiền tố và BIT viết tắt của một nhịp tim. Mọi chúng trên trái đất này có khoảng cách cùng một cái nhịp đập con tim và do động vật nhỏ có một cái số chỉ số cao hơn nhịp đập con tim với tuổi thọ ngắn hơn so với các động vật lớn, thì con người quản lý lên cái gấp đôi số lượng nhịp tim của mình bằng cách cải thiện y tế và dinh dưỡng. Thì ở đây nó không chỉ tăng tuổi thọ chúng ta hướng tới mà nó còn thêm hạnh phúc và hưởng thụ trên cái thể thao, một lối sống lành mạnh có thể nghĩa là đối với con người. Ở đây cái BIT mã token thì ở đây các bạn có thể xem với cái bên thứ ba đó thì hãy xem lợi cái định dạng token BIT và chi phí truy cập và dữ liệu ẩn danh BIT token sẽ thấp hơn nhiều so với các dữ liệu cá nhân khác. Hợp đồng BIT thỏa thuận giữa các nhà cung cấp và người dùng số liệu với các mức độ khác nhau về cái thời gian và phạm vi dữ liệu sức khỏe hoạt động cung cấp dữ liệu cho người dùng truy cập dữ liệu, hay định nghĩa về trường hợp sử dụng dữ liệu người tiêu dùng có kế hoạch sử dụng dữ liệu y tế hoạt động thỏa thuận về lợi ích cung cấp dữ liệu trở lại với chia sẻ dữ liệu. Thì ở đây các BIT blockchain được lưu giữ dữ liệu sức khỏe và hoạt động người cung cấp và dữ liệu người dùng tiêu dùng khác nhau
Vừa xác minh dữ liệu này thì theo dõi tốc trình bit chuyển nhượng, hỗ trợ các hợp đồng bit chấp thuận của họ cũng như cái việc hiện hợp đồng bit này. Thì các bit blockchain kết nối các nhóm quan trọng của các bên liên quan như nhà cung cấp dữ liệu, trade bên thứ ba, TTP. Thì ở đây chúng tôi sẽ tham gia đại diện chính cho cái mỗi nhóm quỹ bit để họ có thể tham gia vào cái giải pháp tốt nhất cho các tất cả các bên. Thì mục cung cấp dữ liệu cho là bất kỳ ai tạo ra cái dữ liệu sức khỏe hoặc hoạt động, đây là cái các cá nhân, ví dụ bệnh nhân hoặc support person hoặc tổ chức thể chế. Thì các bit blockchain sẽ cho phép các nhà cung cấp dữ liệu lưu trữ về dữ liệu sức khỏe hoặc hoạt động của các animus và các mã hóa trong cái bit blockchain này. Thì động lực của các nhà cung cấp để lưu trữ dữ liệu của mình với các bit blockchain có thể đa dạng với cái tham gia vào các cuộc thi hay là dữ liệu có sẵn để tài trợ các phần tưởng hay nâng cao cái sự dễ dàng sử dụng của tương tác này. Thì làm thế nào để chỉ cung cấp dữ liệu đạt được những mục tiêu đó, thì dữ liệu sức khỏe hoạt động của mình phải được lưu trữ trên bit blockchain kết nối với cái ví của mình để các blockchain và phải chấp nhận cái hợp đồng muốn truy cập dữ liệu sức khỏe hoạt động của mình trong cái ví của này. Thì mục tiêu người dùng dữ liệu ở đây thì ví dụ như sử dụng lao động, công ty bảo hiểm, các cơ quan chính phủ muốn thúc đẩy các nhà cung cấp dữ liệu mục tiêu, hay phòng khám các bác sĩ có nhu cầu truy cập kỹ thuật số sức khỏe, hay thể thao cơ sở các hội hiệp thể thao, các đội thể thao muốn tăng sự tham gia vào các môn thể thao hay cung cấp thiết bị thể thao. Làm thế nào để nên dùng một cái thiết bị hợp đồng BIT trao đổi sức khỏe và hoạt động, thì ở đây có thể cái token BIT ví của mình và tiêu dùng dữ liệu để kết nối với cái ví này. Thêm đó, người dùng có thể thiết lập cái tùy chọn thanh toán cho cái ghi nợ của BIT của mình. Thì ở đây có những cái trust công ty thứ ba về cái cung cấp nhà dữ liệu hay thông số sức khỏe của cộng đồng. Thì ở đây có những cái founder cái quỹ cái quỹ bit được kết hợp với cái MySpot sẽ làm cho cái mã bit blockchain là nguồn mở. Thì hơn nữa, nó sẽ cung cấp tất cả các kỹ sư MySpot làm việc với quỹ bit, thay vì MySpot nó sẽ chịu trách nhiệm cho cái sự phát triển hơn nữa và hoạt động của các bit blockchain. Thì ở đây các bạn có thể xem mục đích cốt lõi của quỹ bit này là tăng cường cái sự bit và mã nguồn mở blockchain và sự phát triển của hệ sinh thái cho cái việc số hóa dữ liệu sức khỏe và hoạt động. Thêm đó, bit sẽ quỹ này sẽ tài trợ cho các môn thể thao và các hoạt động liên quan đến khoa học và các nghiên cứu thể thao. Thì ở đây các bit này sẽ nhận được 50% token bit để thực hiện cái hợp đồng bit bởi dữ liệu người dùng. Nó chỉ được phép bán tại những cái token bit dữ liệu người tiêu dùng bán trên thị trường, thứ điều cấm. Đây là tổng quan về cái hệ sinh thái bit, các bạn có thể xem về những cái data sức khỏe và cái customer và cái quỹ bit này, về cái chợ bên thứ hai và cung cấp dữ liệu. Thì cái phân bổ cái bit mã token này, thì token bit này được tạo bởi cái Ethereum ERC20 hợp đồng thông minh thiết lập bởi Smileport. Thì số lượng token bit này được giới hạn ở mức 5 tỷ, và ở đây có 70% token bit được bán trong cái 23 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5 2018 lên đến 3,5 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ MySpot và tất cả những cái bit tồn kho sẽ được đốt cháy trong cái giai đoạn ITS này với cái tổng nguồn cung ít hơn là 5 tỷ token, lên đến 485 triệu 9,7% token bit có thể sử dụng cho MySpot và các chương trình tiền thưởng. Thì 215 triệu 4,3% token bit sẽ được chuyển giao cho người sáng lập MySpot và thành viên trong cái khoảng thời gian là đến 2 năm. 85 triệu tương ứng với 16% token bit vẫn với MySpot cho quan điểm phát triển kinh doanh và hỗ trợ bổ sung trong tương lai cho cái toàn bộ hệ sinh thái này. Thì ở dưới này thì các bạn có thể xem tổng token sale ở đây với 70% là 3 tỷ 500 triệu dành cho bạn phát triển business kinh doanh là 16%, team 4,3% chính trách thưởng và cái quỹ dự trữ cho cái cố vấn là 97%. Thì ở đây cái chương trình mở bán này thì nó bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5. Tất cả mọi người người dùng mua token BIT này sẽ nhận được số lượng biến thẻ tiền thưởng ngoài cái token BIT mua miễn phí. Thì từ cái được ngày 23 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 2018 thì 100 tiền thưởng token BIT sẽ được thêm vào. Ngày 20 tháng 2 2018 đến ngày 13 tháng 3 2018 thì tất cả người mua sẽ được tiền thưởng 75% token BIT. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 thì sẽ mức tiền thưởng không thường xuyên hơn có sẵn, chỉ ngắn hạn sự kiện chiến dịch tiền thưởng ở mức độ thấp. Thì đây cái giá cho cái token BIT thì các bạn có thể xem cái người mua có thể trả tiền ở đây. Thì giá thì cho từng giờ giai đoạn thì nó sẽ có những cái tương ứng khác nhau. Ví dụ như từ 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3 thì giá là một cái BIT này tương ứng 1 euro cent. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 là 1,1 euro cent. Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 tương ứng là 1,2 cent.
nó sẽ tăng dần đến ngày 15 8 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 là từ 11,8 1,9 euro sen. Thì đây nó có cái những cái cầu đối với cái token BIT, thì nhu cầu token BIT sẽ là kết quả của việc sử dụng chúng trong việc tiêu thụ dự trữ và lợi ích đó. Thì với những cái tiềm năng cao cho việc mua cái token BIT, ví dụ như về mặt tài chính hay là phần thưởng để thực hiện cái vào các ngành công nghiệp sức khỏe, thể thao, cách giá trị cho cái này, với việc ít nhất 35% thu được sẽ của cái ETF này sẽ được dành riêng cho cái mỗi người số trong hai ứng dụng và phát triển, số tiền còn lại sẽ được thể có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như tiết kiệm chi phí hay pháp lý. Đây là cái roadmap lộ trình của mốc thời gian cho cái dự án BIT này, các bạn có thể xem ở đây hoặc trên trang web bit.io. Về cái cài đặt Wallet ở đây các bạn có thể xem cái địa chỉ mã hợp đồng hay số độc quyền. Các bạn có thể xem các bài báo trên các trang ví dụ như là thương mại điện tử Marketing hay Phoenix quản lý Mexico Studio đó, hay là những cái trang hỗ trợ Fibo 2017 ở đây có cái link ở dưới, các bạn có thể click vào đây. Những cái event hội thảo, đây là cái đối tác của cái dự án BIT này, ví dụ như Magic Inbody hay là Godplanet, Netfinix, Canter, đó, những đối tác của cái dự án này. Và đây là những cái chính sách pháp lý của cái dự án, các bạn có thể xem về cái này. Thì những cái rủi ro và không chắc chắn có thể xảy ra với cái việc mua token BIT này. Thì trên đây là cái video của mình review phân tích đánh giá về cái white paper giấy trắng của cái dự án BIT này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.